người đã nói dẫu cho mai sau thế nào, người vẫn sẽ bên tôi không rời. Người đã nói sẽ nắm tay tôi thật lâu, người đã nói thế nhưng lại quên. Tình yêu tôi trao người đẹp như nụ hoa ngát hương, trắng trong lụa là, mà người như mây trôi, trôi mãi nơi phương nào. Cuộc tình ta đã qua biết bao bể sâu, đường trần xa ngát biết đâu lối về, một lời thương nặng mang phấn son rồi cũng nhạt nhòa. Tiếng hát cất lên lời ca sao buồn ra diếc phim tơ não nề, rồi ngỡ người phôi phai đâu ngờ tình quay. Cô ơi, chào cô, tôi tên là Kim Phan. Dạ, anh cần gì? Tôi có một số mẫu lùa mới của Hàng Châu đó. Cô coi đi, thử coi sạp của cô có cần không, tôi bán rẻ cho. Anh chờ chút, để tôi hỏi chồng tôi. Dạ. Anh ơi. À, cô nè. Dạ. Điện thể cô nói với chồng cô á, là ở dưới ghe của tôi có nhiều mẫu vải lắm. Dạ. Nếu mà lấy nhiều á, tôi bớt cho. Dạ. Đâu, để tôi coi thử coi. Hai mẫu này là lụa Hàng Châu thiệt hả? Dạ đúng rồi, hàng lụa của hiệu buôn Kim Thăng á. Ừ. Thì có bao giờ giả đâu. Nè, cô coi đi. Ừ. Đây nè, cô coi đi. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Hàng này á ở chợ lớn đầy ra, chứ hàng châu hàng chéo gì. Ừ, anh nè, sao anh lại khó tính như vậy? Mà tại sao anh lại xúc phạm tới cha tôi? Cha mày là ai? Cha tôi là nhà buôn lụa nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh, Võ Kim Thăng. Cái loại vẽ rách như vậy á, trời, thiệt không tin nổi. Không có mua gì hết á. Kêu nó đi đi. Ừ, thôi thôi, mời anh đi cho. Ừ. Mời anh đi cho. Rồi thôi tôi về trước nha. Có gì chiều gặp. Hồi sáng rồi còn không? Vậy thôi nha. Trước đi. Rau xanh rau cải xanh đi. Mình sao rồi? Mình uống miếng nước đi cho đỡ mệt. Mình sao rồi? Người ta có đặt hàng của mình nhiều không mình? Từ đứa nào cũng có phần hết mà. Rồi bây giờ chúc Tết cho bà nghe coi. Ừ, dạ, cho con chúc bà báo hộ năm mới phát tài, buôn may bán tắt. Chà, con bé dễ thương xinh đẹp mà lại chúc Tết thiệt là hay. Chẳng hay á, con tên gì, con gái nhà ai vậy? Dạ, con là Quỳnh Ngọc Lệ, con gái của ông Quỳnh Ngọc Chiển ở xóm Hàng Cao, thưa bà bá hộ. Ôi chà, té ra là con gái của ông Quỳnh Ngọc Chiển đây, thiệt là dễ thương.
Đây đây đây, bà cho con nè. Dạ. Cho thêm nữa nè. Con cảm ơn bà. Cho thêm nữa nè. Con cảm ơn bà. Ngoan. Dạ, con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Nè. Con cảm ơn bà. Con chúc bà ngày càng xinh đẹp. Nè. Cảm ơn bà. Con chúc bà thật là mạnh khỏe. Giỏi. Nè. Dạ con cảm ơn. Má ơi, hay là cho con hết cái này được không? Hả? Con cũng thích ăn nữa hả? Đây nè, con vàng, con ngọc. Má cho con hết luôn. Con cảm ơn má. Giỏi giỏi. Thấy thường. Mày gói gì? Tính dành ăn nữa hả? Cái thân mày á, mày coi lại đi. Thân trâu, thân bò, tự làm mà ăn đi. Thấy mà ghét. Má. Tự nhiên bà kêu em ba tiếp khách là sao? Thì có cái gì đâu, cũng phải tập cho em ba nó từ từ. Nó ra nó trông coi việc nhà việc cửa, chứ chẳng lẽ ăn ở không ngồi rồi hoài coi sao đặng. Ừ, bà nghĩ vậy cũng đúng. Vậy mới xứng đáng là bà lớn của nhà bá hộ thăng chứ. Nè, ông nè, tôi tính vậy nè. Ra viên á, tôi tính cho thằng Kim Chinh nó lên Sài Gòn á, đặng nó học chữ Tây. Ông thấy làm sao? Hai đứa nó học trường làng là được rồi, việc gì phải lên Sài Gòn học chữ Tây làm chi? Con nhà bán lụa chỉ cần biết nhìn mặt lụa, cái nào xấu, cái nào tốt là hay lắm rồi. Bực ghê. Vậy là bà thấy đó, nhà mình bây giờ chỉ có cái vỏ thôi, đâu có tiền bạc rủng rỉnh như ngày xưa đâu. Còn cái thằng Kim Chinh á, sau này nó lớn lên thì cái gia sản này giao cho nó quản lý. Tôi biết rồi, tôi cũng suy nghĩ lung lắm đó chứ. Nhưng mà tôi thấy á, thời buổi bây giờ biết được thêm chữ Tây á, là con người mình nó sang trọng hẳn ra. Tôi tính như vậy, bây giờ cứ cho thằng Kim Chinh nó lên Sài Gòn, nó học chữ Tây đi. Rồi cái tiệm lụa của mình á, thì để cho thằng Kim Phan, nó phụ được mà. Sau này á, thằng Kim Chinh á, nó có chữ ở trong người rồi đó hả? Không những một tiệm lụa, 10 tiệm lụa nó cũng quản được mà ông. Nhưng mà bà đã hỏi rõ nó chưa? Chứ tôi thấy cái thằng Kim Chinh là nó ham chơi lắm đó đà. Rồi tôi đã hỏi ý thằng Kim Chinh rồi, mà đây cũng là ý của nó đó chứ. Nó còn nhờ tôi là hỏi coi ông có đồng ý hay không. Nè, như vậy á là ông đồng ý rồi phải không? Không đồng ý mà được với bà. Ông này thiệt á. Tới rồi, tới rồi. Nhà cửa thiệt là kinh dinh cảnh vẻ ha. Nhà gì mà vừa đẹp mà to dữ vậy. Bà Ba Tơ, bà Bảy Lụa. Dạ. Ngọn gió nào đưa hai bà tới nhà tôi vậy? Mời hai bà vô. Dạ, dạ. Xin mời. Dạ mời ngồi. Dạ. Dạ chào ông. Mà bà hẹn cuối năm đi lên trển để coi đèn Noel đó. Vậy mà biệt tâm biệt dạng. Là mấy chị em trong hội tứ sắc tụi tôi á, chờ bà mỏi mắt. Mấy chị em nhớ bà quá, nên tụi tôi xuống đây để tận mắt xem coi bà như thế nào. Mà bà ăn cái gì mà dạo này bà đẹp dữ vậy bà Chi? Trời ơi, hèn chi ông bá hộ ông giữ bà riết không cho bà đi đâu hết trơn á. Bà nói quá à, đẹp gì mà đẹp. Với lại ông nhà tôi á, ông học theo kiểu người Tây, Francais, ga lăng với bà nhà lắm, phải không ông? Lần này á là tụi tôi định cho xe xuống rước bà Chi lên trển chơi vài ngày. Ông anh thấy có đặng không? Trời đất ơi, ổng á hả, ổng còn muốn là cho tôi đi để cho khuây khỏa nữa đó chứ, phải không ông? Đúng rồi, chuyện nhỏ mà. Tôi đâu có muốn giữ bà ở nhà đâu. Tôi có nói với bà là bà buông công việc đi để mà đi chơi cho nó khuây khỏa với dạ. Chị với em. Có ông chồng ga lăng như vậy là phước phần lắm đó nha bà Chi. Tiếc gì không buông việc mà đi chơi. Thật ra là sao bà? Cái tiệm lụa khách khứa đông quá à, việc thì đăng đăng đê đê. Cho nên á, tôi không thể nào buông bỏ cái tiệm lụa để đi với mấy bà được. Mấy bà thông cảm cho. Mấy bà uống nước đi. Dạ. Uống nước đi ông. Uống nước đi. Cô Ba Oanh, làm gì mà lấp ló vậy? Đã nói thay đồ xong á, lên trên này phụ tôi mà rót trà nước cho khách chứ. Thập thò tập thục trống làm cái gì? Ra đây. Uống nước đi ông. Cô Ba Oanh. Dạ. Kêu thái đồ phụ tôi ra tiếp khách.
Làm gì đi lướt qua định đi vô đâu vậy hả? Dạ em có lên, mà tại em thấy ông bà nói chuyện rơm rã quá, em dám làm phiền. Không dám làm phiền cái gì? Người ăn kẻ ở trong nhà, bày đặt lý do lý sự, coi chăm bình trà cho khách đi. Dạ. Dạ xin phép. Tôi chịu cái điểm này của bà bá hộ đó đà. Kẻ ăn người ở là mình phải nghiêm khắc như vậy. Dạ. Cổ là người Nha Mân đó hả? Người Nha Mân á. Bởi vì ta nói Nha Mân gái đẹp chẳng sai. Làm sao mà qua được chị bá hộ nhà mình? Chị Bảy thì khéo lo xa. Đúng không bà bá hộ? Dạ. À, hay hai bà hãy ở lại dùng với gia đình tôi một bữa cơm nhẹ. Tết dạ. Nhất chắc là dạ. Ở Sài Gòn thịt cá bánh mứt đầy ứ nhiều lắm phải không? Để tôi kêu sắp nhỏ bắt con gà ha, rồi luộc lên, sau đó làm gỏi để mình dùng cho nó nhẹ bụng ha. Dạ. Nè dạ đây đi nè. Dạ đây coi. Đứng lại. Nè trả lời. Cái gì vậy nè? Lêu Kim Phát, con làm cái gì vậy? Nè Kim Phát, làm gì được Kim Phát vậy? Chạy nữa con ơi. Nè đứng đâu? Không đứng. Kim Phát con đứng đâu? Con ơi, anh nói con nghe không? Trời ơi cái gì vậy hả? Tụi bay muốn làm loạn trong nhà này hả? Bà Oanh, bà nói đây tôi biểu, bà nói đây tôi biểu coi. Trời ơi. Nè cậu bể vậy nè nha. Má con bà đó nghe chưa? Là đồ cái thứ trôi sông lạc chợ à. Má con bà vô đây chỉ biết phá hoại không à. Đó, để tụi nó hả, dội như cái chợ vậy kìa. Để rồi đó, dẹp đi. Để con thôi ông ra mà thấy hả. Dạ. Má con bà biết nhà tôi nghe chưa? Dẹp. Sao mày xô má tao? Trời, cái gì vậy? Dạ tao nó xô. Rồi sao? Bà con nó xô nè. Má ơi, má làm cái gì vậy? Má xin má không đừng bà con. Con có sao không? Má ơi, chết rồi. Má rồi. Trời ơi. Trời ơi, thằng Kim Phan, mày đánh sao làm con tao chảy máu rồi nè. Trời ơi, là ông ơi. Ông ra coi má con rơi xong đặt chợ đây nè ông ơi. Ông coi đó ha, mới nước mắt thôi mà muốn làm loạn trong nhà ra rồi kìa. Nó là bể bình bông nè, rồi đánh Kim Vinh chảy máu nữa kìa. Chuyện này là sao hả? Đứa nào là bể bình bông của tao? Là thằng Kim Phan, nó rượt thằng Kim Vinh, rồi cái đầu nó ủi vô bình, là bể cái bình, rồi nó còn đánh thằng Kim Vinh chảy máu nữa kìa. Tao hỏi đứa nào làm bể cái bình? Là thằng Kim Phan, nó làm bể cái bình, ông có nghe tôi nói không? Rồi nó còn, ông làm cái gì vậy? Im để tôi nói. Tôi không im, ông làm cái gì tôi? Bà quá quắc lắm nha. Bà càng nghe càng quá quắc, thấy tôi nín nhịn. Đứa đừng chân lên đừng đầu hả? Rồi sao hả? Tụi nó có phải là anh em không? Tụi nó không phải là anh em. Còn ông á, ông nhớ đi, ông nhớ lại cái thỏ nghèo sơ nghèo xác của ông đi. Ông nhớ lại cái thỏ hàng di của ông đi. Nếu mà không nhờ cha mẹ tôi đưa tiền cho ông á, thì ông có được cái tiệm lụa này không? Ông có được cái cơ nghiệp như ngày hôm nay không? Rồi ông biết ơn, ông rã quán như vậy đó hả? Ông ra ngoài á, ông trăng quá, ông rước cái con đào hát này về nhà, rồi còn sinh con đẻ cái nữa hả? Tôi vì cái thể diện của nhà này, giữ thể diện cho ông, tôi mới nhịn nhục cho nó vô trong cái căn nhà này. Rồi bây giờ ông coi kìa, nuôi ông tay áo, nó phá hoại căn nhà này vừa lòng gì vậy ông chưa? Rồi bây giờ ông kêu tôi nhịn, ông kêu tôi nhịn là sao hả? Tôi không có bình chuyện ai hết. Tôi muốn hỏi là ai đã làm bể cái bình này? Là tôi đã nói với ông mấy rồi. Mấy đứa bay nữa hả? Mấy đứa bay nữa là bể cái bình còn chưa đủ tội hay sao hả? Còn rước đánh nhau hả? Là tại chết mà là định tại, làm sao hả? Là tại anh em tụi bay. Anh em cái gì? Là tôi nói nó, tôi nói thằng Kim Phan nó được đánh thằng Kim Chinh chảy máu mũi như vậy nè, nó là bể cái bình mông nè. Ông không tin em hỏi má nó đi. Bây giờ tao hỏi thằng Kim Chinh hay thằng Kim Phan là bể cái bình? Tôi nói thằng Kim Phan. Bà Quân, có phải thằng Kim Phan nó là bể cái bình không? Có phải không? Bà cúi đầu là bà nhận rồi còn cái gì nữa? Tại sao vậy hả? Bà có biết là cái bình này nó đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Bà thấy con bà tội lỗi ghê chưa? À, rồi bây giờ á, bà giả bộ mà khóc qua khứng phải không? Ừ, thì thằng Kim Vinh nó làm bể đó. Rồi tôi đền, ông vừa làm vừa dạ chưa? Mày đứng mày ngó nữa hả mày? Mày đứng mày ngó tao hả? Mày ngó tao hả? Tao cho mày bể đầu mày đó. Má ông Bình con. Má ông Bình con. Bình cái gì mà Bình? Dạ thưa, dạ do thằng Kim Phan nó có lỗi, còn dạy cái mà em xin khấu đầu nhận lỗi, em xin ông bá tha lỗi cho thằng nhỏ. Thôi bể thì cũng đã bể rồi, kêu gia nhân ở trong nhà nó ra dọn dẹp ở chỗ này đi, chứ để không tôi cứ sùm rồi khách cứ họ tới họ biết không có hay, hiểu chưa? Để cho nó dọn,
Dọn đi. Dạ. Kìa bà, có sao không? Có sao cái gì? Chảy máu chút xíu thôi làm cái giọng tiếng ghê. Ông đi vô trong. Đi vô con. Dạ. Đi. Trời ơi, cách cửa đi đâu mất tiêu hết trơn rồi nè. Đi vô trước nha. Hai bà vô nhà dùng cơm nha. Bà bảo hộ, chắc cho hai tụi tôi xin phép. Hai bà từ xa tới nhà tôi chơi, ngặt nổi thôi thì con dạy cái mang, hai bà bỏ qua cho tôi, ở lại dùng cơm đã. Ông nhà tôi đã có lời mời rồi đó. Nhớ bà, ghé thăm để biết nhà biết cửa, chứ có ăn uống gì đâu. Với lại là hai chị em tính ghé để rủ bà đi chùa Châu Đốc, nhưng thôi để dịp khác đi nha. Bà cho chị em tôi gửi lời chào ông bá hộ luôn nha. Dạ thôi hai bà về nha. Dạ, dạ. Đi bà. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi thấy ông lớn ổng giận như bữa hổm hết trơn á. Ơi bà, con bà ba quánh á, tôi thấy ai nói nó cũng im re à. Ai ngờ đâu cũng không giữ thấy sợ. Nó là người làm bể cái bình đó của ông. Lỗi á thì rõ ràng ra đó. Vậy á mà ta nói nó còn cãi cho chối rồi còn bỏ đi nữa chứ. Trời ơi, bởi vậy tôi mới nói á, gối rơm không lo phận gối rơm. Thì á cũng lỗi là do má nó thôi. Bà ba quanh á, bà không biết dạy con. Thân mình á là vợ bé vợ mọn thì phải biết trước biết sau chứ. Nếu tôi á mà là bà bá hộ á, tôi tống khứ hai má con bà đó ra đường từ lâu lắm rồi. Chứ cái ngữ đó khoảng chắc lắm đó đà. Kim Chính, mày làm gì vậy? Tao chơi á, được không? Hàng của cha nhập về chứ đâu phải dễ dụng đâu mà mày phá vậy. Dạ, tao hỏi mày nè, ở đây á, tao là chủ hay mày là chủ? Cha là chủ, mày mà phá, tao đi mét cha. Ê, mày đứng lại coi, ai cho mày đi mét? Mày thử cản tao một lần nữa coi, tao đâm mày á. Mày dám không? Đứa nào hả? Đứa nào đánh lộn ở đây hả? Tại sao vậy hả? Dạ mới đi ra ngoài có một chút xíu thôi, lại đây có chuyện rồi. Dạ, thằng Kim Phan, nó làm hư đồ của cha, nó còn quýnh con nữa. Hai đứa mày quá lắm nghe, dễ dấp của cha mua về ha, tốn biết bao nhiêu tiền của cha mà tụi con phá vậy nè. Đứa nào, thằng Kim Chính hay Kim Phan ha? Là nó, thằng con trời đánh con chứ ai. Là thằng Kim Chính. Dạ là thằng Kim Phan á cha, chứ không phải con. Má không có nói con, má nói là nó nè. Kim Chính phải không? Tôi nói là nó là cái thứ là con của sướng ca vô loài đó. Con phải không Kim Phan hả? Dạ không phải con. Gì? Không phải mày hả? Mày giấu gì sau lưng vậy hả? Để tao coi. Gì đó? Dạ, cái kéo. Cái kéo đi dùng làm cái gì? Dạ cất giả. Con thiệt tình à? Đó, thấy chưa, còn chói không? Mới mày lớn ha mà đã xảo quyệt rồi ha. Dạ không phải con, là thằng Kim Chính. Không phải con. Không phải con, tại sao con cầm cái kéo? Cái ngữ đó mày đặt vô tiệm giải, học cái gì, học phá thì có. Lại đây, mỗi đứa đưa cái tay ra, đưa tay ra. Má, má ơi cứu con. Cái gì đó vậy? Trời ơi, ơi nó làm cái gì mà ông đòi đánh nó chứ? Có đánh đi lấy cái thứ này nè, cái thứ trôi sông lạc chợ á. Bà đi vô để tôi dạy tụi nó. Đánh là đánh nó đó nghe chưa, còn con nữa, đi vô với má. Má biểu vô là vô, muốn lên Sài Gòn học chứ gì. Dạ. Được, má cho lên học, đi. Dạ. Đi, đi hết đi. Dạ. Vợ với con mà. Trời đất ơi, vậy của tôi mua, tôi không biết bao nhiêu tiền mà nó cắt dụng ra gì nè. Chủ đời nổi không? Con kéo cái màu hồng ra, phải kéo cái màu xanh ngược lại. Kéo cái màu xanh qua. Cái thằng này chắc nó đánh mày quá. Vậy mày cũng đòi ra học. Mày học kiểu này á, tao đuổi mày về cho mày xuống bếp luôn với má mày nghe chưa. Bây giờ kéo lại cho thằng này kìa. Con kéo lại cho thẳng đi. Ủa, chưa ăn gì sao mà phải ăn bánh nướng vậy con? Dạ. Con ăn chưa? Con ăn rồi. Ăn nhưng rồi mà hả? Vẫn đói. Con đói hả? Trời ơi, tôi cục vàng của má quá. Để bây giờ má lột cho con ăn nha. Rồi ăn đi cục vàng của má.
Rồi con ăn đi nha. Ngó gì mày ngó cái gì? Mày ngó cái gì hả? Mày ăn cho mập thay còn nhỏ ôm nhơ ôm nhách. Giờ mày ngó, ngó làm sao? Hả? Ủa? Ngó cái gì? Dạ. Mày đói bụng phải không? Con đói bụng. Má lớn cho con nghỉ một tí đi. Tao quánh à. Tao quánh à, mày lẻo lựa vừa phải đâu nghe chưa? Mới vừa hồi nãy tao cho mày cục xôi tổ bố. Cục xôi nó còn to hơn bả mặt của mày nữa. Mày ăn hết rồi bây giờ mày đói, đói làm sao? Nhưng mà cục xôi má lớn cho con nó bị thiêu rồi. Ê, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Mày vẫn đứng câu chuyện dễ sợ. Bị thiêu mà mày ăn một cái một là nó hết ha. Mày ăn một cái một mà mày sợ người ta giành ăn hết của mày. Mày ăn rồi mà còn nói bị thiêu. Xôi của tao mà thiêu cái gì? Tao mới đi đám cúng đình hồi tuần trước rồi đem xôi về đây. Mày nói thiêu là thiêu làm sao? Thiêu mà mày ăn được hả? Làm tiếp mày. Xếp từng thớ này cho tao à. Ăn lẹ đi con. Trời ơi, con trai cưng của má. Đưa đây cho má. Bữa nay sao? Đi học có vui không? Kể cho má nghe coi. Không có vui chút nào hết á má. Hả? Vậy má xin cha cho con lên Sài Gòn học đi. Biết gì đâu mà học. Má. Ừ? Má đừng coi thường con nha. Ừ. Má nghe con nói tiếng Tây nè. Nói coi. Nè, đời là si la mua, còn tình là si la vía. Trời ơi, hay quá, hay quá không? Đời là si la muôn, mà tình là si la mi. Má không có hiểu. Mà nè, ăn nếp vô á, nó hơi dữ lắm. Còn gạt cái nếp qua nha. Cái xong còn ăn cái nhân thôi. Còn nếp á mình quăng mình dục nha. Dạ. Mày ngó cái gì? Con tao ăn mày cũng ngó là sao? Kéo ra ngoài cho tao nghe chưa? Bỏ mấy cái này đi. Để má lấy bỏ mấy cái nếp ra cho. Rồi con ăn ha. Nè bột nè. Ngát dục nè. Không ăn cái này. Dục nè. Không ăn mấy cái này. Trời ơi, tao nói cục thịt nó ngon dễ sợ nè. Ăn đi con. Ăn đi. Ngon không? Dạ ngon. À, ăn tiếp nha con. Ăn. Ấy trời. Rớt bỏ đi con. Bỏ. Đừng lụm. Đây má lụm cho. Rớt bỏ. Bỏ. Không ăn tầm bạ được. Bỏ. Rác nè. Mày làm gì vậy? Hả? Mày bỏ xuống. Bỏ xuống chưa? Suốt ngày đói à? Mày leo lên làm gì cho tao? Nghe không? Nè, cô ba. Dạ. Cô liệu dạy dỗ thằng Kim Phan nghe chưa? Giáng sinh lại lục biết, tôi mới ưng bụng cho nó ra phụ việc ở ngoài cửa tiệm. Vậy đó, mà còn hung hăng cây gỗ với thằng hai là sao? Dạ. Nè, có cái chuyện giác lụa hà mà cũng làm không xong. Bây giờ á, làm không xong như vậy rồi lớn á, nó biết làm gì nó sống. Rồi lại tính á, ăn báo cô nhà này suốt đời hay sao? Hả? Dạ. Tôi xin lỗi bà, để tôi dạy biểu lại thằng Phan. Liệu mà dạy dỗ nó, nếu á mà nó còn gây lỗi với thằng Kim Chính một lần nữa là tôi đuổi nó ra khỏi tiệm lụa đó nghe chưa? Dạ. Phiền thiệt á. Con có sao không con? Má đừng có sợ, con sẽ làm chủ cái tiệm lụa đó. Con nói nhỏ nhỏ thôi, lỡ có người nào nghe học lại với má lớn là má con mình không có sống yên trong căn nhà này đâu. Con không sợ. Con trai, nghe má nói nè, con phải ngoan, phải biết nghe lời má lớn, đừng có gây sự với anh hai nghe chưa? Thằng đó mà anh hai gì? Nó suốt ngàn suốt mặt xuống rồi đi phá làng phá xóm. Má không công bằng, cả cha cũng vậy nữa. Phan nè, nghe má dặn, dù gì thì Kim Chinh cũng là anh hai của con. Ảnh có quấy thì cha với má lớn sẽ dạy dỗ ảnh. Còn con, mình là em thì phải lo bổn phận em, nghe không con? Má thấy con kêu Kim Chinh thằng này thằng nọ,
rồi xưng mày tao với anh như vậy? Người ngoài người ta nghe được, người ta nói má không biết dạy con, hỗn hào, không biết thứ tự trên dưới. Như vậy má không có bằng lòng đâu. Nhưng mà thằng đó đâu có đáng mà anh hai. Nó hỉ là con má lớn, nó lên mặt với con nhất quyết không kêu là anh đâu. Con không phục nó. Mình gói rơm thì yên phận gói rơm con à. Ủa má, phận gói rơm là gì vậy má? Khi nào lớn con sẽ hiểu. Bây giờ con phải nghe lời má, phải biết nhịn anh hai, để má lớn còn cho con ra tìm lụa. Đau lắm phải không con? Dạ không, con không có sao đâu má. Nè, má luộc trứng cho con nè. Con ăn đi, con ngồi đây ăn nha. Má ra má lấy đồ vô nha. Dạ. Mày dám đánh con tao hả? Con không có. Tại sao nó đánh con vậy? Nó ăn vụng trứng gà, bị con phát hiện, nó còn quay qua quýnh con nữa. Ha, má con của bà ha, dạo này động hành lắm rồi ha. Dám đánh con của tao nữa hả? Mày đâu? Ra tao biểu coi. Dạ dạ, bà kêu con. Nè, bây giờ tao trừng đi cái tội mày nghe chưa? Tao lấy giày tao trói mày lại. Còn bà, mà dạy con bà hay quá ha. Còn quỳ ở đây đi, sám hối tội lỗi của mình. Muốn phạt tôi nào? Tôi muốn quỳ chung với má tôi. À, mày trả treo chứ gì? Mày muốn quỳ phải không? Hai má con tụi bay ra trước sân mà quỳ. Dẫn nó đi. Dạ, vô con. Ép hai má con nó đi. Đi bà ơi. Tôi nói á, cái Phong Vũ mà hát chung với cô Đào Hồng Thắm á, trời ơi, ta nói nó ngọt hơn mấy lùi nữa đó đa. Trời ơi, mê hát vậy mà ghét người ta dữ thần không? Ủa bà nói tôi ghét ai? Bà Ba Oanh chứ còn ai trồng khoai đất này. Hồi xưa bà là đạo chánh đó nha. Vậy hả? Ừ. Ủa chứ mà bà không nghe hả? Mỗi lần mà bà lớn bà tức lên á, bà chửi là sướng ca vô loài à. Sướng ca vô loài hả? Hả? Sướng ca vô loại hả? Mấy người có quyền gì mà nói má tôi? Phan ơi, con kệ người ta đi, con về là má mừng rồi.
Con có sao không con? Hả? Đó, má đó. Má giúp người ta cho cố vô. Người ta nói xấu má kìa. Con đói bụng không? Má, má có cái này cho con ăn nè. Má à, hay là mình đừng có ở đây nữa nha má. Không ở đây thì ở đâu con? Ở đâu cũng được, con sẽ đi làm thuê làm mướn kiếm tiền luôn má. Không phải đâu con, có những chuyện con nít không hiểu được. Phan à, con lớn rồi, con không phải là con nít nữa. Má lớn nói với con, vì con và gia đình ngày càng xuống dốc đó. Nhưng từ khi con ra ngoài tiệm lộ phụ, con biết má lớn hay gom tiền để đi đánh thứ sắt. Bữa nào má lớn thua, hai má con mình bị chửi không? Thằng Kim Trinh nó lén ăn cắp tiền của má, đi đá gà kìa, sao cha không nói nó? Phan, con đói chưa? Má có cái này cho con ngon lắm. Con chưa đói, con muốn má đi với con. Kim Phan, nghe má nói nè, hay là con muốn má nhảy sông chết rồi con mới hài lòng hả? Không, con không muốn má chết đâu. Vậy thì con phải ngoan, con phải biết phụ cha với anh làm việc thật tốt ở tiệm lụa. Dạ con nhớ rồi, con sẽ giành lấy tiệm lụa đó. Hả? Con nói vậy mà tới tay bà lớn là má con mình sống không có yên đâu đó. Má không tin con sao? Má tin, con trai của má giỏi mà. Dạ con biết rồi, con sẽ bảo vệ má. Thằng Kim Trinh mà động tới má là nó sẽ biết tay con. Không cần con làm vậy, con chỉ cần ngoan biết nghe lời cha, làm vừa lòng má lớn, không gây gổ với anh Kim Trinh nữa là má vui rồi. Má sẽ không chết đâu. Thì dạ má. Ừ. Con đói bụng lắm phải không? Thôi kệ đi, mình không sao đâu. Có gì ngày mai vợ chồng mình ra chợ rồi chào hàng người ta tiếp nha mình. Bà đó nghe chưa? Bà gan lắm đó. Lúc này bà dám leo đầu lên cổ tôi mà ngồi nữa đó hả? Dạ, thưa bà lớn, tôi không dám. Bà mà không dám, bà mà không dám, không dám mà cả gan xúc gạo cho thằng Miền. Mà trong khi cái nhà này nè, bây giờ không có gạo mà ăn. Sao? Hay là bây giờ bà nghĩ thằng con trai của bà được ra riêng làm ăn, rồi có chút đỉnh tiền, ra vẻ làm bà lớn trong nhà này đúng không? Từ ngày về cái nhà này á hả? Con mới biết thế nào là nuôi ông tay áo đó má. Nhìn cái gì? Quá ức lắm hả? Mẹ thì sướng ca, con thì nghiệt chủng. Dẫu một bước vô cái cửa nhà giàu á thì cũng là sướng ca, cũng là nghiệt chủng. Má nói làm chi cho mệt vậy? Nè, cái nhà này đó ha, là cái nhà kinh dinh cảnh vẽ giàu có nhất làng. Mà từ ngày á má con bả bước chân vô cái nhà này nè, ăn bám làm cho cái nhà này ngày càng xuống dốc hà. Đã cái thứ ăn bám sống nhờ mà còn dám lộng quyền nữa à? Bà gan quá. Dạ, là má thằng Miền bệnh nặng, mà cả tháng nay nhà nó toàn ăn khoai nên tôi... Nhà nó ăn khoai kệ cha nhà nó. Mắc cái giống gì mà lấy gạo nhà này đem qua cho nhà nó hả? Đã đem cho tôi nữa hả? Tôi nói cho bà biết hay chưa? Bây giờ á, bà qua bên nhà thằng Miền, bà lấy gạo nhà đó bà đem về cho nhà này ha. Còn nếu bà không dám qua bển đó thì bà đứng đây đi. Không đứng nữa, bà quỳ gối xuống đi, để bà sám hối tội lỗi của bà. Quỳ xuống. Quỳ kìa. Dạ. Má tôi kêu bà quỳ kìa. Má, má, má đứng lên đi. Dạ, má. Má lớn, số tiền này á đủ bù lại cho số gạo mà má tôi đưa qua nhà thằng Miền chứ? Má lớn nè, đến khi nào thì má mới thôi ức hiếp má tôi vậy? Má con đi vô trong đi má. Cái thằng đầu bò mặt thấy ghét mày ỷ, mày có chút đỉnh tiền là nhờ vợ giàu có mày cho rồi mày lên mặt với tao hả? Má, má thằng vậy mà ngon, có mấy lít gạo à mà nó đổi mấy đồng. Bỏ ra. Con thấy hai má con nó cũng làm quần quật như người ăn kẻ ở chứ có ở không đâu mà má nói. Con có hiếu quá ha. Nuôi con lớn lên rồi bay rải treo với má bây giờ vậy đó hả? Chứ mà nghĩ sao có mấy đồng bạc. Thôi nha, không có nói giọng đó với má nghe chưa. Thôi thôi má, chồng con lỡ lời, má bỏ qua cho. Vậy là tốt. Thôi đi với má qua nhà bà Bảy á, coi hôm qua bà té rồi bây giờ đỡ chưa. Còn bay á, đi ra ngoài tiệm lụa mà phụ cha bay đó nghe chưa. Đi.
Má chứ không phải má qua nhà bà Bảy á, má xẻ tứ sắc hay là đánh bài tay vậy má? Ê, mình cha mày, một tay má gây dựng nên cái cơ ngơi này thì má có xòe tứ sắc hay là quýnh bài tay thì cũng đặng chứ sao. Thôi hai má con mình đi con. Dạ. Mợ, tôi nhắc mợ nha, qua đó ngó ngó liếc liếc thôi nha, không có chơi. Mợ chơi là mợ thua đó, tôi nói mợ không nghe. Mình hay quá, mình lo qua phụ cha đi. Nhớ là tôi dặn nghe chưa. Má thấy không, con chưa chơi á mà anh Kim Trinh nó trù quẻo con rồi. Thôi, nó nói vậy đó chứ thực ra nó sợ má lắm. Đây nè, hồi chồng bay á, học trường Tây trên Sài Gòn á, biết bao nhiêu con gái mê nó, về tặng ở dưới này nè, mà má đâu có ưng. Bởi vì lúc đó trong bụng của má là ưng bay rồi. Thiệt hả má? Thôi đi. Dạ đi. Nè, gọt trường Tây đó. Rồi, đi ra coi phụ cha bay nghe chưa. Đi má. Má, bộ má còn giận con sao? Mà má nè, má không thiệt tình. Nhà mình á, bây giờ đâu còn như ngày trước đâu. Mà má xúc gạo cho anh ta làm chi? Má thấy không, má lớn lấy cái cớ đó lôi má ra, cứ hở xài xỉ rồi ức hiếp má hoài à. Người ta cũng vẫn tôi tớ, làm công cho nhà bà Ba Hộ cả đời. Bây giờ già, đau ốm bệnh tật, thèm chén cháo trắng, nhà hết gạo, mà ăn toàn khoai với bắp hầm, nên má lén xúc mấy lít gạo cho nó. Má thương người quá à. Mà má nhớ lại đi, bà Bảy á, hồi làm công ở nhà mình á, có thương gì mình đâu mà má lại giúp người ta. Ai cũng có lúc sai lầm mà con, cứ chấp vậy thì chỉ tự khổ mình. Má à, má cứ tha thứ cho người ta riết à. Má thấy không, má lớn có bao giờ tha thứ cho má không? Má lớn có lý của má lớn, mà là má sai mà con. Má à, má không có sai gì hết trơn á. Người sai phải là cha kìa. Má đừng có giấu con nữa, cái chuyện này con biết hết trơn rồi. Con biết cái gì? Là do cha lừa dối má. Cha nói dối má là cha chưa có vợ, rồi má mới theo cha đúng không? Chuyện này con nghe ở đâu? Má à, có bữa cha nói với con trong lúc cha say rượu. Cha thương má, nhưng mà cha sợ má lớn. Chỉ vì má lớn là con nhà giàu, còn má chỉ là một cô đầu hát thôi. Cái nhà này á, ngày càng xuống dốc là do má lớn bài bạc. Vậy mà hả, mọi việc á, cứ đổ hết lên đầu con, nói là tuổi con khác với cha, chửi má là sướng ca vô loài. Sướng ca vô loài, họ luôn coi má là như vậy mà. Mà đào hát có tội sao? Cha con hồi đó đâu chỉ đào hoa phong nhã, mà còn là một người trượng nghĩa nữa, xem tiền như cỏ rác. Ông để ý má hồi nào má đâu có hay, cho đến khi bà bầu nói cho má nghe, má mới biết. Má thấy cha con thiệt lòng thương má nên má mới ưng. Nhưng vì má là đầu chánh, nếu má bỏ đoàn thì rã gánh, nên má không dám. Má mồ côi nên coi bà bầu như má ruột. Nhưng cha con ổng cũng tâm lý lắm, ổng hiểu nỗi lo lắng của má, nên mang đến đặt vào tay bà bầu một số tiền lớn, coi như là giúp đoàn. Lúc đó má đâu có hay, cha con có vợ là bà Ba Hộ. Chừng biết ra thì má đã mang bầu con được 7 tháng. Bà Ba Hộ không đánh ghen, nhưng dỗ dành má về ở chung. Lúc đó má sợ lắm, nhưng vì thương con, thương cha con, nên đành phải theo bà về đây. Căn răng chịu đủ sự hành hạ của bà lớn để nuôi con khôn lớn. Riết rồi má cũng quen. Má,
Con thấy thiệt thòi cho má quá. Má vì con mà má cắn răng về đây, chịu sự hành hạ của má lớn như vậy. Má, con hứa con sẽ kiếm thật nhiều tiền, con sẽ có nhà riêng, rồi con về con trước má đi. Rồi chuyện buôn bán của con sao rồi? Tới 3 tháng vợ chồng con mới về. Ở nhà má lo, bữa nào má cũng ra ngoài trông ngóng hết trơn á. Trời ơi má, chừng nào con xong việc á con sẽ về. Con đâu có nhỏ đâu má trông ngóng làm chi. Chuyện buôn bán á má ế ẩm lắm. Nhưng mà hả, vợ chồng con đi lâu như vậy càng tốt, chứ ở cái nhà này gặp vợ chồng thằng Kim Chinh á càng mệt thêm. Má thấy không, vợ chồng nó cứ sai khiến vợ con như là người ở trong nhà vậy đó. Đã nói là đừng nhắc tới thằng Kim Chinh nữa mà. Con á lại gom tên nó chất đầy ở trong bụng như vậy đó, rồi tự chuốc thêm bực bội. Kỳ này về ở với má được mấy ngày? Lần này hả má? Chừng nào má đuổi con mới đi. Thằng cha mày. Mà má nè, lần này về á con tính á là con mượn cha ít tiền. Mượn cha con? Dạ. Không đời nào đâu. Không sao đâu má, rồi cha sẽ cho con mượn. Con biết cách làm cho cha vui và hài lòng rồi. Mà trước khi con mượn tiền cha, thằng Kim Chinh, con sẽ cho nó một vố thật đau, vì tụi nó dám hùa với má cả, để mà ức hiếp má. Bỏ được thì bỏ đi con. Con không bỏ đâu. Con nói thiệt với má, con mà có mặt ở nhà hả, nó thử đi, nó mà hùa với má lớn, ăn hiếp má hả, con đập cho nó lội giò luôn. Thôi mà con, ở đó mà lên mặt với con. Nói sâu cho mà sâu thế nào, người phân xé bên tôi không rời. Người đã nói sẽ nắm tay tôi thật lâu, người đã nói thế nhưng lại quên. Tình yêu tôi trao người đẹp như nụ hoa ngát hương trắng trong lụa là, mà người như mây trôi, trôi mãi nơi phương nào. Cuộc tình ta đã qua biết bao bể sâu, đường trần xa ngát biết đâu lối về. Một lời thương nặng mang vẫn son rồi cũng nhạt nhòa. Lời ca sao buồn xa xiết phím tơ não nề, rồi ngỡ người vội phai đâu ngờ tình quay về.